Rạng sáng nay, người dân phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã hết sức bàng hoàng khi một người đàn ông có biểu hiện sử dụng ma túy và cầm dao cố thủ bên cạnh thi thể của người vợ tại nhà riêng của mình. Người này được xác định tên Nguyễn Minh Tiến, 33 tuổi, đã la hét liên tục, tay cầm dao nhọn dọa giết nếu ai xông vào nhà. Bên cạnh Tiến là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, vợ Tiến đã tử vong. Đến khoảng 6 giờ, thấy Tiến sơ hở, công an nổ súng, đồng thời ập vào khống chế người này. Tại hiện trường, ngoài con dao của nghi can Tiến, công an xác nhận thi thể chị Thúy có nhiều vết thương trên người từ dao nhọn. Theo điều tra viên, Tiến là con nghiện lâu năm, nhiều khả năng sau khi sử dụng thuốc đã ra tay sát hại vợ mình. Được biết, Tiến và chị Thúy có với nhau một người con trai gần 3 tuổi.